Xin chào các bạn, lại là Bơm đây. Sau hơn 5 ngày chờ đợi thì tập 62 Skibidi Toilet đã ra mắt vào hôm qua. Đây là tập phim tạo ra bất ngờ cực lớn. Binh đoàn Liên minh Skibidi Toilet đã bắt đầu phản công trở lại. Giai đoạn mới của cuộc chiến đã mở ra. Chúng ta không còn nhìn thấy quân đoàn Liên minh thắng áp đảo nữa. Nên Skibidi Toilet đã có con át chủ bài mới, giúp chúng có thể cân bằng lại cuộc chiến, hoặc thậm chí mạnh hơn Liên minh chính nghĩa. Đánh giá sơ bộ của Bùm thì tập phim này không có những pha hành động đánh đấm hay, nhưng nó lại là tập phim xuất sắc nếu xét trên phương diện bí ẩn. Phải nói là nhiều bí ẩn nhất từ trước tới nay. Hai anh chàng cameraman này là ai? Logo trên đầu anh ta là gì? Anh cameraman uống nước đằng kia có gì bí ẩn? Con số 24724 trên chiếc xe này thể hiện điều gì? Tên tiến sĩ Skibidi Toilet đã được nâng cấp những gì? Bạn có để ý nhân vật bí ẩn lại một lần nữa xuất hiện không? Và cực kỳ nhiều bí ẩn khác mà chưa ai nói cho bạn biết. Nếu bạn yêu thích video phân tích bí ẩn về Skibidi Toilet thì đây là video bắt buộc bạn phải xem từ đầu đến cuối. Bùm cam kết nó vô cùng hay và hấp dẫn. Vì vậy, hãy tìm một chỗ ngồi thật thoải mái, ăn chai tình, uống bịch snack và chúng ta bắt đầu video thôi. Mở đầu tập phim là hai anh chàng kỹ sư đang cứu chữa cho một anh cameraman. Chúng ta tạm bỏ qua việc anh kỹ sư đang trọt vào bộ phận nào của anh cameraman. Hãy nói về dụng cụ mà anh ta sử dụng. Công cụ này thật ra không hề mới, mà nó đã xuất hiện ở tập 23 tại trung tâm nghiên cứu của cameraman. Nó là thứ để hàn lại cái vết thương nhẹ. Vâng, nó chỉ giải quyết được vết thương nhẹ mà thôi. Còn vết thương lớn thì không thể. Bùm nói điều này để các bạn khỏi thắc mắc vì sao không kêu mấy anh kỹ sư này cúp lên chờ cameraman, hay còn gọi là cameraman Kirito, hoặc là anh chàng sếp bòi. Hai anh kỹ sư cameraman đã được nâng cấp. Hãy nhìn vào chi tiết ở cổ, bạn sẽ thấy nó đã bự hơn và khác so với tập 23. Vậy còn logo trên đầu hai anh chàng này là gì? Đây là chữ viết ngược của logo Rubber Six, một công ty bảo vệ trong GTA 5. Nhìn bên này bạn sẽ thấy một anh chàng cameraman đang uống ly nước gì đó. Bùm không biết chính xác anh ấy uống gì, nhưng Bùm biết đây không phải là lần đầu anh ấy xuất hiện. Ở tập 19 ta từng gặp anh ta, đến tập 36 vẫn là anh ta. Ở cảnh quay tiếp theo là hai anh Big Cameraman và một anh Big Speakerman đang truyền tay nhau tên Skibidi Toilet. Sau đó Big Speakerman đã dùng sóng âm để kết thúc tên Skibidi Toilet lõ. Xung quanh là rất nhiều cameraman và speakerman đang canh gác ở mọi ngóc ngách, có cả máy bay camera ở đây. Hành động trên chứng tỏ khu vực này đã được quân đoàn liên minh chiếm đóng từ rất lâu. Và vì quá rảnh rỗi nên ba anh chàng này đã xem tên Skibidi Toilet như một trò tiêu khiển, ném hắn như một trẻ bành. Thậm chí anh Big Cameraman còn tỏ thái độ kiểu như sao không chơi thêm xíu nữa. Và anh Big Speakerman đã phản ứng lại, không biết nữa, thích thì làm thôi. Phía xa hơn là hai anh chàng cameraman và speakerman đang bàn luận chuyện gì đó, rất có thể là đang nói về cô nàng speaker woman vừa xuất hiện ở tập 61. Không biết trong tương lai có thêm anh nào sim gái sad boy nữa không. Chứ Bùm đánh giá hành động khinh suất thiếu cảnh giác này rất đáng để lên án. Ngồi uống nước nè, chơi đùa nè, xem ảnh gái nè, hoàn toàn không phù hợp với vai trò một người lính đang trong trận chiến. Và thực tế thì hậu quả đã xảy ra. Khi bọn Skibidi Toilet kéo đến, dù đang cầm súng nhưng các cameraman và speakerman vẫn chỉ đứng nhìn mà không hề cứu đồng đội của mình. Họ tỏ ra luống cuống, chậm chạp và gần như mất hoàn toàn khả năng phản ứng. Bùm hy vọng rằng Titan cameraman và Titan speakerman sẽ chấn chỉnh mọi thứ ngay lập tức. Tạm bỏ qua chuyện đó, các bạn có nhìn thấy biển số của chiếc xe màu xanh này không? 24724. Chúng ta cùng giải mã bí ẩn của dãy số này nhé. Đầu tiên, đây là mã bưu điện của thành phố Freeman tại West Virginia, nước Mỹ. Cho những bạn chưa biết, mã 24724 từng xuất hiện trong Half-Life 2. Và cái tên Freeman cũng là nhân vật chính trong Half-Life 2. Đây không phải là nhân vật xa lạ, vì anh ta đã xuất hiện trong Skibidi Toilet tập 1. Bùm lại tiếp tục đào sâu nghiên cứu về dãy số này. Thật bất ngờ, hàng loạt bí ẩn mới xuất hiện. Thứ nhất, cộng 3 số đầu sẽ bằng 13, 2 số sau sẽ bằng 6. Kết quả 136. Như Bùm nói ở trên, tập 1 chính là tập Freeman xuất hiện, còn tập 36
là lúc anh chàng uống nước xuất hiện. Tiếp tục cộng tất cả các số với nhau, 2 cộng 4 cộng 7 cộng 2 cộng 4 bằng 19. Tập 19 cũng là tập anh chàng uống nước xuất hiện. Bây giờ thử một cách khác nha. 2 cộng 4 cộng 7 bằng 13. 1 cộng 3 bằng 4. 2 cộng 4 bằng 6. 46. Tập 46 là lần đầu tiên chiếc xe màu xanh này xuất hiện. Giờ đến con số 24. Đây là tập phim anh chàng Speakerman cùng xem ảnh gái với cameraman xuất hiện. Vậy con số 7. Yeah, một lần nữa chúng ta nhìn thấy Freeman trong Half Life 2 xuất hiện. Ở cánh quay tiếp theo, sau khi ba helicopter Skippy bay qua là một làn khói đen rất giống với lúc dịch chuyển tức thời của TV Woman. Làn khói ngày một mở rộng ra và sau đó là tiến sĩ Skippy xuất hiện. Lần này, bùm chắc chắn 100% rằng tên tiến sĩ Skippy có khả năng dịch chuyển tức thời. Tại sao ư? Không hề có viên đạn nào được bắn ra trước đó. Rõ ràng, làn khói này không đến từ viên đạn. Thứ hai, nếu nói hắn di chuyển từ từ đến thì không hợp lý. Tên tiến sĩ rất to lớn và nặng. Lúc hắn đi chắc chắn mặt đất rung chuyển. Nhưng trường hợp này thì hoàn toàn khác. Trước khi làn khói đen xả ra, mặt đất và mọi thứ rất bình thường, không hề có chấn động gì. Rõ ràng, hắn đã dịch chuyển tức thời đến nơi này. Vì vậy, mãi về sau mặt đất mới bắt đầu rung. Bây giờ, chúng ta cùng phân tích vũ khí của tên tiến sĩ Skibidi nhé. Hắn đã dùng chân nhện của mình để bước tới. Một minh chứng cho thấy, ở tập 60, hắn không hề bay, mà là đang đứng trên chân nhện. Và tập này cũng đã chứng minh, hắn to hơn Z-Man. Khi quay chậm video lại và phân tích, Bum đã tìm ra bí ẩn của chiếc chân này. Tiếng nổ lớn khi tiến sĩ Skippy bước đến không phải là hắn giẫm phải chai bơm hay bất cứ thứ gì, mà thật ra là vũ khí của hắn. Hắn cố gắng bơm đạn ở chân. Khi di chuyển đến nơi nào, quân lính phía dưới nơi đó sẽ bị càn quét hết. Vũ khí thứ hai chính là bộ loa phía trước. Khi tiến sĩ Skippy tấn công, ta đã biết được đây là vũ khí của tộc Speaker, chứ không phải là cặp loa của Titan TV Man ở tập 47. Đấy chưa phải tất cả. Quan điểm tiến sĩ Skippy ăn cắp mã gen của Titan Speaker Man và tự tiêm vào người mình mà Bum đã làm ở tập 60 có vẻ đã đúng. Kích thước hiện tại của hắn là tương đương hoặc lớn hơn các Titan. Tất cả đội quần của hắn trong tập này đều đeo tai nghe, kể cả Z-Man. Chỉ có hắn là không cần. Điều đó chứng minh hắn sở hữu khả năng chống lại âm thanh lớn ngay trong mã gen. Không cần phải dùng đến vật dụng bên ngoài. Mã gen đó chính là của Titan Speaker Man. Còn về con mắt màu đỏ của hắn, chút nữa Bùm sẽ nói đến. Ở cánh quay tiếp theo, khi cameraman POV bị tấn công, anh ta đã choáng váng và té về phía sau. May mắn thay, anh chụp được một chiếc tai nghe, đeo vào và sống sót. Nhưng mà, chiếc tai nghe này từ đâu ra? Và cặp chân này là của ai ta? Tại sao trong trường hợp nguy hiểm như vậy lại có thái độ thoải mái, từ từ bước đi mà không hề sợ gì hết? Đôi chân này không phải là của Speaker Woman, vì Speaker Woman mang giày cao gót. Và không ai trong quân đoàn liên minh có kích thước nhỏ mà đủ trụ vững trước đòn tấn công bằng sóng âm. Vì vậy, người này chỉ có thể là nhân vật bí ẩn xuất hiện trong các tập phim trước. Anh ta đã bỏ lại tai nghe để cứu cameraman POV. Nhân vật bí ẩn này đã thật sự nhúng tay vào cuộc chiến, chứ không đứng ngoài quan sát nữa. Qua tập phim, ta cũng nhận ra năng lực của anh ấy là không sợ sóng âm. Đó là lý do vì sao anh vô tư bước đi chậm rãi, thoải mái, ngay cả khi tiến sĩ Skippy Toilet đang tấn công. Ở phân cảnh tiếp theo, ta thấy hai anh chàng cameraman rớt từ trên lầu xuống. Một anh bị thương nặng và một anh bị thương nhẹ. Từ đó, ta lại tiếp tục có một câu hỏi mới. Tại sao lại cứu cameraman POV mà không cứu cameraman khác? Giả thuyết của Bơm là không phải cameraman nào cũng được kết nối với các tộc khác trong liên minh. Chỉ có cameraman đặc biệt mới có thể kết nối đến tộc TV Man nhằm truyền hình trực tiếp về cho các Titan xem ở xa. Đó chính là anh cameraman POV. Nhân vật bí ẩn muốn cứu anh cameraman POV là để Titan cameraman và Titan speakerman ở nhà biết được tình hình trận chiến ở đây. Thông qua đó, đưa ra được kế sách phù hợp cho trận chiến tiếp theo. Z-Man đã có thể trở lại rất nhanh. Chỉ 5 tập phim kể từ khi bị Titan cameraman cho ăn hành ngập mồm. Nhưng lần này, bạn có thấy sự khác biệt không? Đôi mắt của hắn thay vì có màu xanh lục, thì lần này lại màu trắng. Nếu nói là do dựng phim lỗi thì không phải.
vì ngay cảnh tiếp theo là một con Skibidi Toilet khổng lồ có đôi mắt được dựng rất rõ ràng. Nhân vật chính thì dựng qua loa, còn nhân vật phụ thì dựng kỹ ư? Không thể nào, Đa Phúc Buôn không thể mắc lỗi cơ bản như vậy được. Hơn nữa, khuôn mặt của Z-Man mất hoàn toàn biểu cảm của sự gian ác, hắn không còn cười nham hiểm hay thể hiện sự tự tin nữa. Đừng có hai giả thuyết về điều này. Thứ nhất, Z-Man đã thật sự khuất phục trước tiến sĩ Skibidi, nhường lại vị trí lãnh đạo cho tiến sĩ, và giờ đây hắn đang buồn. Z-Man như một tên vua bị phế truất, thất thần tấn công kẻ địch như cỗ máy chiến đấu vô hồn. Dù không cam tâm, nhưng vị trí của hắn hiện tại đã không còn như xưa. So về trí tuệ, khả năng phát triển vũ khí cũng như sức mạnh, hắn đã thua xa tiến sĩ Skibidi. Con voi ngày nào giờ đã thành con chó, sự mạnh mẽ, tự tin, gian ác ngày nào đã thành cái xác không hồn. Giả thuyết 2, từ đầu Z-Man đã là con cờ trong tay tiến sĩ. Hắn được tiến sĩ cho phép tự do điều binh khiển tướng trong suốt thời gian qua, còn ông ta tập trung vào việc phát triển vũ khí và quản lý từ xa. Nhưng giờ đây, tiến sĩ thấy hắn không còn giá trị lợi dụng. Tiến sĩ Skibidi đã lấy lại toàn bộ quyền lực của Z-Man, thậm chí là não của hắn. Z-Man hiện tại đã bị tiến sĩ điều khiển như con ký sinh Skibidi điều khiển Titan Speakerman. Và chính công cụ trên mắt của tiến sĩ Skibidi đã giúp hắn làm điều đó. Bạn có ý kiến nào khác về Z-Man không? Để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé. Ok, chúng ta tiếp tục với cảnh quay tiếp theo. Vũ khí mới của Skibidi Toilet đã xuất hiện, một chiếc máy bay thả bom bình thường. Sai, không hề bình thường đâu. Nhìn ánh sáng màu xanh này nhé. Rồi đến làn khói đen quen thuộc này nhé. Và rồi, những con Skibidi Toilet xuất hiện. Đây là công nghệ vũ khí mới giúp binh đoàn Skibidi Toilet có thể dịch chuyển tức thời. Những trái bom đã đem Skibidi Toilet đi mọi nơi, giúp tiết kiệm thời gian di chuyển, cũng như tạo ra những trận đánh ít bất ngờ. Và đây là lý do chính mà đầu video Bùm nhận định, binh đoàn Skibidi Toilet hiện tại đã cân bằng hoặc mạnh hơn quân liên minh. Ngoài tiến sĩ Skibidi có thể càn quét mọi nơi, thì binh lính của hắn cũng có khả năng như vậy. Làm sao Titan Cameraman và Titan Speakerman có thể bay đến kịp để giải cứu? Ví dụ như tập này, hắn xuất hiện càn quét xong lại bỏ đi nơi khác. Người duy nhất có thể giải cứu quân liên minh lúc này chính là Titan TV-Man. Nhưng Bùm nghĩ, dù hồi phục hoàn toàn thì một mình Titan TV-Man không thể nào chống lại tiến sĩ Skibidi Toilet. Hơn nữa, tên tiến sĩ đang muốn chiếm lại lãnh thổ nhanh nhất có thể. Minh chứng là hắn chỉ để lại đoàn quân của mình và tiếp tục đi nơi khác để tấn công mà không thèm để ý các cameraman và speakerman ở dưới. Các Titan vừa kịp cứu nơi này thì hắn đã chiếm nơi khác rồi. Khó, nói chung là khó đối phó đó. Tiếp tục với cảnh quay, ta thấy hai tên Skibidi Toilet có ngoại hình rất giống Big Speakerman và Big Cameraman ở đầu phim. Liệu hai anh chàng liên minh có bị lây nhiễm và biến thành chúng? Tôi nghĩ là không, vì anh chàng Big Speakerman đã bỏ chạy đi hướng khác, còn anh chàng Big Cameraman đang nằm ở đây. Trên người anh ta vẫn còn mặc chiếc áo khoác của mình. Tại sao hai tên này lại bắt Cameraman POV mà không tiêu diệt như các tập trước? Có lẽ tiến sĩ Skibidi đã biết được Cameraman POV có khả năng kết nối đặc biệt với tập TV Man. Hắn đã sai hai tên thuộc hạ bắt giữ Cameraman POV đem về nghiên cứu để truy ngược lại vị trí của liên minh chính nghĩa. Giờ đây, quân đoàn Skibidi Toilet đã có trong tay quá nhiều lợi thế. Công nghệ vũ khí của liên minh chính nghĩa nè, sức mạnh của tiến sĩ Skibidi Toilet nè, khả năng tấn công chớp nhoáng của quân đoàn nè, và có thể là cả vị trí thông tin mật khai thác được từ Cameraman POV. Bần đang rất hồi hộp và mong chờ xem ở tập tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra, làm cách nào quân liên minh có thể chống lại Skibidi Toilet. Cho nên là tất cả các bí ẩn trong Skibidi Toilet tập 62 mà Bùm tìm được. Nếu các bạn còn phát hiện bí ẩn nào khác, hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé. Còn nếu bạn yêu thích series phân tích bí ẩn này, hãy like, đăng ký kênh để không bỏ qua bất kỳ thông tin thú vị nào ở video tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin mến chào và hẹn gặp lại.